Mình thấy PowerPoint của mình Thấy rõ rồi Phong ơi. yeah, ok. Dạ, yeah. Thì xin chào mọi người. Thì em tên là Lê Hoài Phong, hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một số vấn đề về Writing Proposal and Publishing Academic Paper. Thì xin giới thiệu sơ nét về em trước. Thì ngày trước thì em học đại học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Thì ngành của em học là ngành hóa học và chuyên ngành đó là hóa dược. Tuy nhiên, sau khi em tốt nghiệp đại học ở Đại học Khoa học Tự nhiên thì em theo học thạc sĩ tại trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản. Thì trong lúc này em có thay đổi về ngành học của mình một tí, từ basic chemistry sang là ngành kỹ thuật hóa học chemical engineering. Thì cái vấn đề thay đổi ngành học đó lúc đầu nó khá là gây bất tiện cho em về vấn đề là kiến thức, tại vì hoàn toàn hai ngành nó có rất nhiều kiến thức rất là khác nhau hoàn toàn, thì em phải lại học lại từ đầu và nó gây rất là nhiều khó khăn. Tại vì nếu mà học thạc sĩ thì mình không thể học những cái vấn đề như là từ cơ bản, các giáo sư không thể dạy mình từ cơ bản thì họ chỉ dạy từ nâng cao, thì những vấn đề cơ bản đó em phải tự học lại từ đầu. Thì và em học tại một nước gọi là không nói tiếng Anh, thì Nhật, các giáo sư ở Nhật mặc dù có nói tiếng Anh nhưng mà một số giáo sư bị vấn đề là gọi là nói tiếng Anh nhưng mà vẫn theo nhịp điệu của người Nhật. Thì nó cái lúc đầu khoảng một tháng đầu rất là khó khăn, mọi thứ rất là khó khăn cho em, tại vì em không thể nghe hiểu được giáo sư nói gì. Thì sau một khoảng một thời gian á thì nó mới là đỡ hơn, em có thể nghe và hiểu được giáo sư nói gì, làm quen được với lại văn phong tiếng Anh của người Nhật. Thì và em cũng học thêm tiếng Nhật để có thể trao đổi được, đi ra ngoài được, có thể sống được. Thì em mới có một câu quote rất là hay tìm được, là giới hạn là do bạn tự đặt ra, vì thế nên đừng nên tự giới hạn chính bản thân bạn ở trong một khuôn khổ nào cả. Mình có thể tìm cách để mình vượt qua được giới hạn, chỉ có là mình không muốn hay không thôi. Thì nếu mọi người search em trên Google Scholar hoặc là ResearchGate thì mọi người có thể thấy là em hiện tại có 3 bài báo, thì trong đó có 2 bài em đang là co-author và 1 bài em đang là first author. Thì bài first author của em được đăng trên tạp chí Advanced Order Technology vào năm ngoái. Thì vui mừng là trong tuần hôm thứ ba tuần nay thì em được accept một bài mới nữa, là một bài first author mới được đăng trên tạp chí Lên Mua, cũng là nguyên một luôn. Thì em xin giới thiệu một sơ lược về lab của em tên là Thermal Fluid Material Engineering thuộc ngành kỹ thuật hóa học trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản. Thì hiện tại lab em có 4 staff và 6 PhD student, 5 master và 3 bachelor. Trong đó có 9 người Nhật và tổng cộng 5 người Việt Nam, 3 người Indo và 1 người Malaysia. Thì hình đây là hình lab em vừa chụp nhất, gần đây nhất, nhưng mà không có giáo sư, tại vì lúc này giáo sư đang bận đi công tác. Thì em cũng muốn sơ lược về nghiên cứu của lab và background của em hiện tại. Thì hiện tại em đang là sinh viên của ngành Chemical Engineering nhưng mà chuyên về vật liệu. Thì lab em chuyên về cấu trúc vật liệu ở kích thước nano, thì tổng hợp được các vật liệu có cấu trúc như là porous hoặc là cấu trúc rỗng.
Và cấu trúc là functionalized forest và cả multi-component aggregate. Thì ngoài cấu trúc của vật liệu nano thì bên lab em cũng có control được cả là về shape của vật liệu, ví dụ từ sub micron, từ vài trăm micromet đến vài nanomet, và cả về cấu trúc bên ngoài như là hạt cầu hoặc là hình tam giác, hình lục giác cũng như là các loại hình thù khác nhau. Ngoài ra thì lab em cũng có cả control được cả defect và correction của vật liệu ở kích thước nano. Thì vật liệu bên lab tụi em thường dùng thì để dùng dùng những vật liệu rẻ tiền và có sẵn. Ngoài ra còn có thể sử dụng những vật liệu mà không tạo ra những chất độc hại cho môi trường, và cũng như là sử dụng những vật liệu mà biomass có sẵn trên thị trường, cũng như là vật liệu như là cellulose, lignin. Ngoài ra thì có thể là giảm thiểu được sự sử dụng của solvent, các loại dung môi cũng như là các tác nhân là hoạt động bề mặt. Ngoài ra thì lab em còn có công nghệ về recover và recycling của các loại kim loại hiếm. Tại vì theo mọi người được biết là Nhật là một nước nghèo rất rất là ít tài nguyên thiên nhiên, nên là công nghệ về tái chế và tái sử dụng các loại kim loại hiếm của Nhật đang rất là quan tâm. Thì các phương pháp mà được sử dụng cho trong lab em đó là sử dụng các loại process mà ít ảnh hưởng đến về môi trường, cũng như là tiết kiệm về năng lượng, cũng như là giảm thiểu về cost, low cost. Và có thể các phương pháp này có thể được scale up trong công nghiệp, tại vì lab em có rất nhiều nghiên cứu kết hợp giữa lab với lại industry là các công ty của Nhật. Thì các công ty của Nhật đưa ý tưởng và đưa nguồn tài trợ về cho lab em, thì lab em sẽ hoàn thành ý tưởng đó và đưa lại cho công ty, thì công ty sẽ viết các đề cương cũng như là các pattern để sản xuất trong công nghiệp. Thì đầu tiên là cũng như là mọi người sẽ tự hỏi là tại sao chúng ta phải viết một cái đề cương nghiên cứu mà nó rất là tốt. Thì đầu tiên á, một trong những nguyên nhân mà mình cần viết một đề cương nghiên cứu tốt đó là xin học bổng. Tại vì nếu mọi người muốn học tiến sĩ hoặc thạc sĩ ở những nước khác ngoài Việt Nam thì chúng ta cần có một cái đề tư cương nghiên cứu tốt để thể xin học bổng cũng như là xin sự xác nhận từ giáo sư. Thì ví dụ hiện tại ở Nhật thì hiện có ba nguồn học bổng chính và lớn nhất dành cho học bổng tiến sĩ. Đó là đầu tiên đó là học bổng chính phủ Nhật, MESC. Thì SMEC sẽ cung cấp cho mọi người tiền sinh hoạt phí là khoảng 145.000 yên một tháng, tương đương thì khoảng 28 tới 28 triệu, và miễn giảm học phí. Tuy nhiên thì học bổng chính phủ Nhật thì nó lại không cung cấp tiền nghiên cứu, research grant. Thì sau đó thì có học bổng của GSBS là Hiệp hội về sự phát triển khoa học của Nhật Bản, Japan Society for Promotion of Science. Thì học bổng này là học bổng dành cho tiến sĩ lớn nhất của Nhật, tại vì nó cung cấp tới tận 200.000 yên một tháng, miễn phí về học phí và cung cấp được 1.500.000 yên một năm dành cho các quỹ nghiên cứu của mình.
Thì ngoài ra thì chính phủ Nhật cũng đang là bơm tiền dành cho các trường đại học top đầu của Nhật để nâng tầm thứ hạng của các trường đó lên, thì cũng rót tiền để tạo những cái chương trình học bổng tiến sĩ dành cho từng trường. Ví dụ như Đại học Hiroshima của em thì có Hiroshima University Radio School Research Fellowship. Thì cái học bổng này nó cung cấp 150.000 yên một tháng dành cho sinh hoạt phí, miễn phí, học phí, và cung cấp mỗi năm khoảng 300.000 yên dành cho phí nghiên cứu. Thì giống như trước đó em nói là nếu mà chúng ta được có một cái research proposal tốt thì có thể nộp để dành cho cái học bổng tiến sĩ như thế này. Thì rất là may thì trước đó khi mà em học tiến sĩ thì em đã nhận được học bổng từ Đại học Hiroshima, là đại học là Hiroshima University School Research Fellowship. Thì thông qua đó thì chúng ta có thể thấy được cái một cái research proposal tốt nó rất là quan trọng dành cho các bạn học tiến sĩ ở nước ngoài. Thì cái một cái research proposal theo giáo sư Robert Pháp thì nó có tận các keyword như thế này, thì cái title như thế này, thì tại vì em không thể share được cái research proposal trước đó dành cho em, nên là em sẽ share cho mọi người về một cái paper em đang là first author được đăng trên tạp chí Advanced Water Technology. Thì tạp chí này là tạp chí nguyên một của ngành Chemical Engineering. Thì em sẽ fix những cái title của research proposal với những thứ mà trong bài báo nó có, thì để cho mọi người thấy đó là một cái research proposal, một cái bài báo nghiên cứu khoa học thì nó có những vấn đề gì nó được có thể áp dụng được cho research proposal. Thì đầu tiên là working title, thì working title của em fix với lại tên của bài báo là Synthesis of Macroporous Three-Way Catalyst via the Template Assisted Spirolysis Spiroset for Enhancing the Mass Transfer in Gas Absorption. Thì trong đây có rất nhiều từ em khoanh đỏ và cáp lóc nó lên, tại vì các từ này nếu mà dành cho những người mà trong chuyên ngành về khoa vật liệu thì họ rất là đọc, thì họ hiểu vấn đề đó là gì. Nếu mà những người ví dụ, tại vì trong đây thì có một em biết là có một số anh chị nó không thuộc ngành khoa vật liệu, nên là em để những từ mà có thể là mọi người sẽ không hiểu nó là gì, thì em sẽ giải thích trong phần trình bày tiếp theo phía sau. Thì đầu tiên, three-way catalyst là gì? Thì mọi người có thể, nếu mà mọi người sao ta? Là có sử dụng xe hơi, thì sau cái bộ mà là sau cái engine của mọi người thì nó gồm ống xả, thì trong phần ống xả đó nó sẽ có một bộ gọi là bộ xúc tác ba hướng. Thì cái three-way catalyst đó thì đó là cái bộ xúc tác ba hướng đó. Thì bộ xúc tác ba hướng đã được tất cả các hãng xe trên thế giới phải áp dụng từ năm 1970 để gọi là meet cái regulation của sự phát thải từ xe hơi. Thì cái three-way catalyst này nó là một vật liệu nằm trên cái bộ catalytic converter mà mình gắn trên xe hơi. Thì hiện tại hầu hết tất cả các xe hơi, các xe chạy bằng xăng hoặc năng lượng hóa thạch đều bắt buộc phải gắn bộ chuyển đổi khí này để giảm thiểu được các loại khí độc gây hại cho môi trường, ví dụ như là CO, NOx
hoặc là các loại hydrocarbon. Thì cái bộ chuyển đổi khí này nó sẽ chuyển đổi những khí độc đó thành những khí có ít có hại cho môi trường hơn, ví dụ như là CO2, nước và nitơ. Thì với công nghệ hiện tại của các loại khí, cái công nghệ hiện tại của cái bộ xúc tác đó thì các loại xúc tác nó sẽ được gắn trên những cái substrate của cái xúc tác của các bộ chuyển đổi khí. Em xin lỗi mọi người, tại vì có những từ em bị quên tiếng Việt nên là thông cảm. Nếu mà trong vấn đề đó, trong vấn đề mà giải thích em có thể chèn những từ tiếng Anh vô thì cho em xin lỗi. Thì tại vì hiện tại mặc dù là xe hơi chạy bằng điện vẫn đang rất là được phát triển và số lượng nó đang được bán ra hàng ngày rất là cao, tuy nhiên các xe chạy bằng năng lượng hóa thạch vẫn đang chiếm hầu hết thị trường. Thì vì vậy thì cái bộ xúc tác đó nó vẫn đang rất là cần thiết trong tương lai. Thì nếu mọi người có thể biết thì cái bộ xúc tác đó được tổng hợp bằng các vật liệu kim loại rất là mắc tiền, ví dụ như là rhodium, palladium hoặc platinum. Thì một phần đó để nó có thể tăng được là nó làm tăng cái giá trị, làm tăng cái xúc tác mà khi chúng ta tổng hợp ra. Thì vì vậy hiện nay rất là nhiều công ty cũng như là các chính phủ trên thế giới đang muốn tìm cách là làm giảm thiểu sự sử dụng của các kim loại hiếm đó. Thì Nhật Bản là một trong những cường quốc về sản xuất xe hơi. Vì vậy thì chính phủ Nhật cũng như là các công ty Nhật cũng đang rất là đầu tư về nghiên cứu để làm sao mà cho làm tăng khả năng xúc tác của các kim loại đã lên. Tuy nhiên và vẫn muốn giảm sự phụ thuộc vào cái kim loại hiếm. Thì cái câu hỏi về nghiên cứu thì là làm sao để chúng ta có thể tăng được cái hiệu quả xúc tác lên của freeway catalyst để mà làm giảm thiểu được cái sử dụng của các kim loại hiếm cũng như là xúc tác, thì từ đó có thể làm giảm được các giá tiền của các bộ xúc tác. Thì trong quá trình mà em nghiên cứu và đọc tài liệu thì em tìm ra được ba bài báo có khả năng là key paper. Thì bài đầu tiên là bài về Recent advance in other meso macro metal oxide for heterogeneous catalyst. Thì bài này được đăng trên tạp chí Journal of Material Chemistry A. Thì bài báo này nó nói về vấn đề là ứng dụng của vật liệu porous trong xúc tác. Thì bài thứ hai thì nó là nó lại nói về vấn đề mà làm sao để sản xuất ra được tổng hợp ra được vật liệu porous. Và cuối cùng thì là bài báo này nó nói về vấn đề là cái vật liệu porous này nó làm sao và nguyên nhân tại sao nó có thể làm tăng được cái hiệu quả xúc tác của các xúc tác mà chúng ta tổng hợp ra được. Thì tiếp theo đó là motivation and purpose. Thì motivation của em đó là làm giảm được khí thải từ cũng như là sự ô nhiễm môi trường từ khí thải xe hơi. Ngoài ra thì là giảm sự giá tiền, giảm giá tiền của các bộ xúc tác ba hướng, và tại vì hiện tại
các nước trên thế giới đều đang rất là muốn tăng các về quy chuẩn về khí thải lên cao hơn. Vì vậy thì chúng ta cần những cái vật liệu xúc tác có hiệu quả tốt hơn. Thì idea đầu tiên thông qua đọc các bài báo cũng như là các từ motivation, thì đầu tiên thì công nghệ hiện tại bây giờ của các bộ xúc tác ba hướng đó, thì mọi người, các công ty thường hay là sản xuất các catalyst nanoparticle, các vật liệu, các hạt nano, xúc tác nano, và gắn nó trực tiếp lên các bộ ceramic monolith. Thì ceramic monolith này đó là cái framework của cái bộ xúc tác ba hướng. Thì khi mà các hạt nano xúc tác gắn trực tiếp lên, thì do sự phân bố không đồng đều của các hạt nano, vì vậy khi mà khí đi qua các lỗ xốp của các bộ xúc tác ba hướng thì nó có thể gặp được các hạt xúc tác hoặc không. Vì vậy thì nó làm giảm khả năng xúc tác của các loại xúc tác của mình, cũng như là làm tăng giá tiền, cũng như là một số các hạt nano catalyst thì nó lại không có khả năng đáp ứng, nó bị loại là hoàn toàn không có ứng dụng, không có khả năng ứng dụng. Vì vậy thì có một số nghiên cứu đã đặt ra một vấn đề này và đã giải quyết nó bằng cách là tạo ra những hạt có kích thước lớn hơn bằng gắn các hạt nano xúc tác lại với nhau, thì người ta gọi nó là cái catalyst nano aggregate. Thì sau đó gắn từng cái hạt lớn hơn trên bề mặt của bộ xúc tác ba hướng, cái thành của hạt xúc tác ba hướng, thì khi đó khí bắt buộc phải đi qua được các hạt của xúc tác này trước khi đi thải ra ngoài môi trường. Vì vậy mà các hạt mà cái lớp này nó làm phân bố các hạt xúc tác của mình đều hơn trên bề mặt, cũng như là làm tăng được hiệu quả xúc tác. Tuy nhiên thì một số bài báo trước đã nghiên cứu đó là các hạt xúc tác này, tại vì do mình gắn những hạt có kích thước nano lại với nhau, nên vậy thì khí rất là khó để đi xuyên qua được những hạt này và tác dụng với lại các hạt xúc tác ở nằm ở bên trong. Vì vậy thì nghiên cứu mới nhất của em đó là tạo ra những lỗ trống bự hơn để khí có thể đi xuyên qua và đi sâu vào bên trong của những hạt xúc tác này và tác dụng với lại những cái hạt xúc tác nằm sâu ở bên trong, từ đó làm tăng được hiệu quả xúc tác. Vì vậy mà thì nghiên cứu này thì nó là tổng hợp những cái hạt porous, những hạt có những lỗ trống từ những cái hạt xúc tác kích thước nano, thì nó sẽ làm tăng được hiệu quả xúc tác cũng như là làm giảm cái lượng xúc tác cần thiết, do nó gần như là 100% các hạt xúc tác có khả năng được ứng dụng. Thì theo tổ chức UPEC thì cái lỗ trống porous structure được chia thành ba loại khác nhau, đó là micropore là những hạt có cái lỗ trống với kích thước là dưới 2 nanomet. Tiếp theo đó là mesopore là những hạt có lỗ trống từ 2 đến 50 nanomet, và macropore là những hạt có kích thước trên 50 nanomet. Thì
Thì mọi người suy nghĩ á, là khi mà mình cho đường càng lớn thì xe có khả năng chạy càng nhanh. Thì trong ví dụ như thế này thì hạt có kích thước càng lớn, lỗ trống có kích thước càng lớn thì khí nó có khả năng đi nhanh hơn so với những cái lỗ trống mà có kích thước bé hơn. Vì vậy thì nghiên cứu của em tập trung chủ yếu vào phát triển macroporous structure, là những hạt có cái lỗ trống trên 50 nanomet. Thì làm cách nào để thu được những data như vậy? Thì đầu tiên thì em tổng hợp các vật liệu và thay đổi cấu trúc của nó. Ví dụ như tổng hợp lại RDA là những hạt kích thước nano kết hợp lại với nhau mà không có lỗ trống, cũng như là tăng kích thước của lỗ trống từ meso bo lên tới tận tận macro bo. Thì sau đó thì em bắt đầu mới khảo sát về mass transfer. Mass transfer đây là sự truyền khối. Thì khi mà mass transfer là khi mà sự truyền khối này càng cao thì có nghĩa là khí có khả năng đi nhanh hơn ở các cấu trúc khác nhau. Thì cấu trúc nào có khả năng cho khí đi nhanh hơn thì cấu trúc đó có khả năng tốt hơn về mặt xúc tác. Thì cuối cùng thì tụi em mới bắt đầu thì em mới khảo sát về tính chất xúc tác của các loại vật liệu. Thì các cấu trúc nó sẽ được khảo sát về tính chất, về sự oxy hóa của các loại khí khí thải. Thì thằng nào có khả năng xúc tác cao hơn thì nó là vật liệu có cấu trúc tốt nhất để ứng dụng trong xử lý khí. Thì các loại mà tool cũng như là các loại máy móc mà em cần dùng trong nghiên cứu này, thì đầu tiên là một cái phương pháp để tổng hợp được vật liệu mà có kích thước nano cũng như là lỗ trống. Thì phương pháp này gọi là phương pháp aerosol spirolysis. Thì phương pháp này dùng một cái nebulizer để tạo thành những cái hạt droplet có kích thước khoảng 5 micromet. Sau đó thì những hạt này sẽ đi xuyên qua một cái vernier nung ở nhiệt độ cao để loại được nước và loại được những cái thằng template particle ra khỏi vật liệu của mình. Từ đó thu được vật liệu có kích thước lỗ trống mà mình mong muốn. Ngoài ra thì sau khi tổng hợp vật liệu thì chúng ta cần những máy móc có khả năng để mà xem vật liệu của mình là có cấu trúc mong muốn hay không. Thì một trong những phương pháp đó là dùng máy SCM, máy điện tử truyền qua, máy điện tử quét. Thì máy này có khả năng là xem được những vật liệu của mình ở kích thước và những độ phóng đại rất là cao. Ví dụ như máy SCM này có khả năng phóng đại lên tới 1 triệu lần. Thì nó sẽ khả năng xem những hạt và cấu trúc của vật liệu mình ở dưới dạng kích thước nanomet. Sau khi mà sẽ nhìn được vật liệu mình có cấu trúc như vậy thì chúng ta có thể bước tiếp theo về vấn đề là khảo sát về mass transfer hoặc là khảo sát tiếp về cấu trúc của vật liệu cũng như tính chất vật lý. Thì một trong những phương pháp khác để khảo sát về cấu trúc vật liệu đó là dùng phương pháp là máy điện tử truyền qua, TEM, Transmission Electron Microscope. Thì
Phương pháp này với lại phương pháp SEM trước thì nó khác nhau một chút về cấu trúc vật liệu mà mình có thể quan sát được. Ví dụ như máy SEM thì chúng ta có thể thấy được cấu trúc trên bề mặt vật liệu. Còn máy TEM thì chúng ta có thể thấy được cấu trúc sâu bên trong của vật liệu. Hoàn toàn không chỉ là cấu trúc ở bên trên bề mặt. Ví dụ, em có ví dụ cho mọi người hình ở đây thì nếu mà nhìn qua cái hạt này qua SEM thì có thể thấy là những hạt có hình cầu. Tuy nhiên, mình không biết nó là đặc hay là rỗng thì chúng ta có thể dùng phương pháp là TEM. Thì thông qua TEM thì có thể thấy được là cái vật liệu này là vật liệu có cấu trúc đặc. Cũng như là hai hình tiếp theo là hai hình đều có cấu trúc là có lỗ trống. Tuy nhiên thì dựa vào TEM và SEM thì có thể thấy là cấu trúc đầu tiên là lỗ trống, nhưng mà các lỗ trống này nó nằm ở bên trong của các hạt chứ không có giống như là hình cuối cùng là các lỗ trống này nó hiện ra bên trên bề mặt. Thì dựa vào những các phương pháp này có thể chúng ta có thể khảo sát được cấu trúc của vật liệu ở dưới dạng kích thước rất là nhỏ. Thì ngoài ra thì để khảo sát được tính chất truyền khối của vật liệu thông qua những cấu trúc khác nhau thì bài của em có sử dụng một cái phương pháp là gas adsorption. Thì phương pháp hấp thụ khí thì dựa vào sự hấp thụ khí và tốc tốc độ hấp thụ khí thì có thể tính toán ra được các giá trị của truyền khối. Và cuối cùng thì là phương pháp để một cái hệ để đánh giá được sự xúc tác của nhiều loại cấu trúc khác nhau. Thì dựa vào kết quả thì có thể đánh giá được các cấu trúc nào có khả năng là có khả năng xúc tác khí cao hơn thì nó là cấu trúc tốt hơn để ứng dụng. Thì một trong những tuy nhiên thì nếu mà mọi người suy nghĩ về vấn đề các phương pháp cũng như là các tool có thể sử dụng được thì tool này là những cái tool rất là quan trọng trong quá trình viết research proposal, tại vì chúng ta cần phải biết là những cái lab đó, những cái trường đó hoặc là những cái nước đó có khả năng đáp ứng được, cung cấp được chúng ta được cái tool đó hay không. Ví dụ như là theo em được biết thì ở Việt Nam hiện tại cũng chỉ có duy nhất vài máy SEM và vài máy TEM. Thì nếu mà mọi người propose hoặc là làm một cái vật liệu mà cần dùng những máy này thì chúng ta cần phải biết nó là nó đang có sẵn hoặc là nó đang hư hay gì đó hay không, tại vì nó rất là quan trọng trong quá trình nghiên cứu của mọi người. Ví dụ như là cái bộ bộ đánh giá về xúc tác này thì trước đó lab em chưa có sẵn nên là thầy phải setup một cái bộ mới tốn rất là nhiều tiền, thì kiểu vậy. Thì có gì mới trong nghiên cứu này của em thì nếu mà mọi người đọc sơ qua bài nghiên cứu của em thì mọi người có thể thấy là em sử dụng hai loại lỗ trống khác nhau, tổng hợp ra được hai loại lỗ trống nhỏ và lớn, rồi sau đó đánh giá được về khả năng truyền khối của hai loại của hai loại của ba loại cấu trúc này. Thì như vậy nó có giúp gì cho cuộc sống của mọi người cũng như là giúp gì cho thế giới, thì cũng như
Trước đó em đã nói thì sự phát thải về khí, những loại khí độc ra môi trường từ xe cộ cũng như là nhà máy thì nó gây ra những vấn đề về môi trường, ví dụ như là ô nhiễm môi trường, gây hại về sức khỏe con người cũng như là làm tăng hiệu ứng nhà kính, rồi cũng như là làm giảm hệ sinh thái của môi trường. Vì vậy thì nếu mà chúng ta có khả năng tăng lên được, làm tổng hợp ra những loại vật liệu có cấu trúc mà làm tăng khả năng phản ứng cũng như là xúc tác của vật liệu và ứng dụng nó để xử lý vì những khí thải đó trước khi nó được thải ra môi trường thì nó rất là tốt. Và loại vật liệu này của em thì nó có khả năng chuyển đổi những khí như là CO2, NOx, CO, rồi bụi mịn thành, hoặc là hydrocarbon thành những loại khí ít gây hại hơn với môi trường. Ví dụ như là CO2, nitơ và nước. Thì CO2 mặc dù nó là một loại khí nhà kính, tuy nhiên chúng nếu mà có thể tạo ra được loại khí CO2 mà tinh khiết thì nó có thể ứng dụng dành cho những các loại phương pháp, những quá trình công nghiệp khác cũng như là về carbon capture, utilization and storage, thì một trong những loại phương pháp về công nghiệp của CO2. Thì bài nghiên cứu này của em có đóng góp gì về dành cho contribution hay là đóng góp gì dành cho giới học thuật? Thì một trong những đóng góp quan trọng nhất của bài nghiên cứu này đó là tại vì trước đó mọi người cũng như là em đều suy nghĩ là nếu mà hạt cấu trúc mà có lỗ trống càng lớn thì nó lại càng tốt. Tuy nhiên thông qua nghiên cứu á, thì thông qua nghiên cứu đánh giá được á, thì hạt có lỗ trống càng càng lớn thì nó lại chưa chắc là tốt về sự truyền nhiệt, truyền khối. Thì thông qua hình này thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà nếu mà em sơ lược ví dụ cho mọi người dễ hiểu hơn, đó là nếu so sánh những cái macrobore này là những đường cao tốc rất là lớn và những cái mesobore là những cái lỗ trống nằm giữa những cái hạt nanoparticle là những đường dân sinh nhỏ hơn, thì khi mà mọi người muốn đi từ đường lớn vào nhà của mình thì những đường cao tốc nhỏ hơn thì mọi người có khả năng là sẽ đi vào nhà nhanh hơn so với là những đường cao tốc rất là lớn. Thì đó là một trong những phát hiện mới của lab em cũng như là em đối với giới học thuật. Thì vì vậy nên nó được đăng trên tạp chí Advanced Border Technology chuyên về của ngành kỹ thuật hóa học. Thì cuối cùng là other consideration, là những vấn đề cần suy nghĩ khác. Thì một trong những vấn đề cần suy nghĩ của lab em đó là collab của nghiên cứu của lab với lại các công ty cũng như là các phòng thí nghiệm và các trường đại học khác trên toàn nước Nhật. Thì kết rất là may thì lab em được sự tài trợ từ Ice Project, là một một project nó được tài trợ bởi những công ty chuyên về sản xuất xe hơi của Nhật cũng như là phòng thí nghiệm về chuyên về xe của Nhật. Ngoài ra còn có cả Nedo Project cùng cùng các công ty chuyên về hóa chất cũng như là xúc tác của Nhật. Ngoài ra thì lab của em còn có kết hợp với lại phòng thí nghiệm của Mazda, là công ty chuyên về sản xuất xe hơi, cũng như là Mitsubishi và Suzuki. Thì
nhờ vào sự hợp tác cũng như là sự rót tiền từ cái công ty thì lab em có thể khả năng có thể tốt hơn về nghiên cứu cũng như là mua được những thiết bị cũng như là dụng cụ có khả năng đáp ứng được nghiên cứu hiện tại về vật liệu mới. Thì sau đó thì đây là xong của vấn đề là một cái bài nghiên cứu học thuật và nó có những điểm đáp ứng được một cái research proposal. Thì tiếp theo thì em xin giới thiệu sơ về mọi người một quy trình đăng báo trên những tạp chí. Thì đầu tiên nó chia thành ba quy trình lớn nhất. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái sàn dàn ý cũng như là làm thế nào để chúng ta thể được tổng hợp ra được vật liệu, thu hoạch dữ liệu như thế nào, cũng như là hình ảnh ra sao, cái cấu trúc của bài báo như thế nào. Thì thường nó sẽ rơi tầm khoảng 1 năm để chuẩn bị được những cái dữ liệu cần thiết dành cho bài báo. Sau đó thì bắt đầu chúng ta mới bắt đầu viết nghiên cứu của mình dựa trên storyline đã report từ trước. Thì thường viết báo thì trước đó em mất khoảng 2 tháng dành cho việc viết và sửa báo. Sau đó thì mới bắt đầu quá trình submit bài báo đó dành cho đến cái tạp chí. Thì nó từ quá trình bắt đầu submit đến accept thì nó rơi vào khoảng 6 tháng tới tầm 1 năm tùy vào tạp chí và tùy vào chuyên ngành. Thì theo biết có một vài chuyên ngành nó mất tận cả từ 1 tới 2 năm để từ quá trình submit đến quá trình accept. Thì quá trình submit thì chúng ta submit bài báo đến tạp chí mà mình mong muốn. Thì sau đó qua vòng editor thì nó sẽ bắt đầu quy trình review. Thì review tùy tạp chí, thì tạp chí Advanced Powder Technology của em thì review từ khoảng từ 2 tháng sau đó sẽ nhận được kết quả review. Thì sau khi nhận kết quả review thì sẽ có 2 trường hợp đặt ra là bị từ chối đăng trên tạp chí. Thì nếu mà bị từ chối thì chúng ta bắt đầu quy trình là xem xét tại sao nó bị từ chối, vấn đề nào mình cần khả năng cải thiện để đăng được tạp chí đó, và bắt đầu quy trình lại là đăng gửi bản thảo đến tạp chí khác cùng chuyên ngành, chúng ta có thể nhận được review và yêu cầu sửa cũng như là cải thiện cái quality của bài báo. Thì quy trình sửa và trả lời những vấn đề của review thì thường mất khoảng từ 1 tới 2 tháng. Sau đó chúng ta bắt đầu resubmit bài báo này để review xem và đánh giá. Thì quy trình này thường mất khoảng từ 1 tới 2 tháng để review ra được các reviewer nó ra được quyết định cuối cùng là chấp nhận đăng hoặc là tiếp tục review vòng 2, cũng như là họ xem câu trả lời đó không phù hợp, vẫn là chưa thỏa mãn ý của họ thì có thể họ sẽ từ chối bài đăng này. Thì khi đó chúng ta sẽ quay lại bước resubmit to another project, to another journal. Thì làm cách nào để tìm được những tạp chí mà tốt cũng như là tạp chí mà phù hợp với ngành của mình? Thì chúng ta có thể lên trên Google tìm những ví dụ như top 10 tạp chí của ngành khoa vật liệu. Thì hiện tại đây là top 10 tạp chí của
ngành khoa vật liệu của em. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể dựa vào impact factor hoặc là Quartile. Thì thường những tạp chí mà đánh dấu là Q1 thì là những tạp chí mà thuộc top khoảng 25% của ngành. Ví dụ như tạp chí Advanced Border Technology này là tạp chí thuộc top 25% của ngành kỹ thuật hóa học, cũng như là ngành Mechanics of Material. Ngoài ra thì chúng ta có thể tìm thấy được những cái keyword của tạp chí này, nó có phù hợp với lại bài báo mà chúng ta đang viết hay không. Nếu nó phù hợp thì chúng ta có thể nộp và nhận được review từ editor cũng như là những reviewer mà editor đã mời. Thì em nghĩ ok, đó là hết phần trình bày của em. Mọi người có câu hỏi gì không? Phong ơi, em trình bày xong chưa? Dạ em xong rồi. Ok, chị không biết là khán giả có câu hỏi nào trực tiếp cho em hay không, nhưng mà chị sẽ chia sẻ vài điều dựa vào ý kiến cá nhân của chị là một người khác ngành. Khi mà chị theo dõi bài thuyết trình của em từ đầu buổi đến bây giờ, thì chị cũng là một người làm và dạy các bạn học trò để mà làm nghiên cứu. Cho nên là chị nhận ra một điều rằng á, là như là cách mà chị đã viết trong email gửi đến các, như là cái cách mà Lộc đã viết email Lộc gửi đến các bạn á, nghĩa là bản chất của nghiên cứu thì sẽ chắc chắn hoàn toàn giống nhau. Nghĩa là những cái phần chính mà Phong đã trình bày, ví dụ như là câu hỏi đề, gọi là tiêu đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, rồi sự khác biệt giữa cái bài nghiên cứu của bạn so với những bài nghiên cứu mà đã có nền tảng trước đó, thì bài nghiên cứu của bạn đã mở rộng được điều gì, hoặc là làm rõ hơn được điều gì, hoặc là đã tìm ra được những kết quả có thể là khác biệt và ngược lại, ví dụ như vậy. Và bên cạnh đó thì bạn bạn dùng cái phương pháp nghiên cứu nào, bạn tìm ra được kết quả nào, và quan trọng nhất trong những cái nghiên cứu học thuật dành cho những bạn học thạc sĩ hoặc là tiến sĩ hoặc là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ là bạn đóng góp được gì cho cái kho tàng kiến thức đã có hiện tại dựa vào cái kết quả nghiên cứu của bạn, và nó áp dụng được như thế nào cho thực tế. Thì chị, thật ra chị là một người gọi là khác ngành với Phong, nhưng mà cảm ơn Phong đã chia sẻ mọi thứ rất là dễ hiểu. Cái này là Lộc nói một cách rất là thật lòng nha, nghĩa là một người hoàn toàn khác chuyên ngành, chưa có nền tảng về về chưa có nền tảng kiến thức gọi là căn bản về 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 hóa vật liệu, nhưng mà Phong đã giải thích mọi thứ rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản và rất là dễ hiểu, phù hợp với tiêu chí của những bạn chưa biết gì về đề tài này. Thì mình cam kết rằng nếu như bạn nghe chăm chú nghe từ ban đầu thì bạn sẽ hiểu được điều đó. Và mình rất là đồng ý với cái câu nói của Phong ngay từ ban đầu á, là giới hạn là do bản thân mình tự đặt ra. Và mình có một cái chia sẻ với các bạn khán giả là trong cái quá trình là mình dạy và hướng dẫn các bạn làm nghiên cứu chuyên ngành của mình á, thì nó khác với chuyên ngành của Phong, chuyên ngành của mình bên kinh tế. Thì mình thực tế mình thấy là 95 các bạn 95% các bạn bỏ cuộc, dù là ở cái level nào đi chăng nữa, thì cái việc mà bỏ cuộc á, nó xảy ra đến 95% trong cái số lượng người tham dự, chỉ có 5% còn lại sẽ đi theo đến cuối cái hành trình, là đến khi bài được gọi là nhận đăng chính thức. Và Lộc đồng ý với Phong á, là dù cho chuyên ngành của chúng ta sẽ khác nhau hoàn toàn, nhưng mà cái quy trình á, để mà mình chuẩn bị từ kiến thức, ý tưởng và
đảm bảo được tìm ra được những cái research gap, là những cái lỗ hổng, những cái sự khác biệt trong nghiên cứu của bạn so với những nghiên cứu trước đó, và mình đủ bằng chứng, đủ kiến thức để mình tự tin với cái hướng nghiên cứu của mình và mình triển khai á, đến khi mà bài mình thật sự gọi là làm thí nghiệm hoặc là khảo sát để mà trở thành một cái đề tài hoàn chỉnh, đảm bảo chất lượng để mà nộp, và sau đó lại chờ xét duyệt. Và có hai trường hợp xảy ra như Phong nói, có thể nhận và sửa rất nhiều hoặc là nhận sửa ít, và thì từng từng cái quy trình mà Phong trình bày á, thì nó đúng hoàn toàn trong các chuyên ngành khác cũng như là những cái tạp chí khác của những chuyên ngành khác mà bạn nộp thôi. Thì một cái quá trình cho cái hành trình này á, thì nó mất tầm khoảng 2 năm nha. 2 năm từ khi mà bạn chuẩn bị kiến thức, bạn chuẩn bị ý tưởng, bạn học rất nhiều, bạn làm thí nghiệm rất nhiều hoặc là bạn khảo sát rất nhiều, đến khi mà bạn thật sự viết bài, bạn nộp, bạn chờ, thì nó là một cái quá trình khoảng 2 năm, vì bản thân Lộc đã trải qua cái hành trình đó. Thì ví dụ ha, ví dụ trong một cái đề tài mà Lộc đã hỗ trợ một bạn thí sinh mà đã dự thi cuộc thi Beijing Research vừa rồi á, thì cái quá trình thực hiện là 6 tháng, quá trình nộp và để chờ nghe được kết quả từ bên journal, như là cái quá trình này chờ đến tận 1 năm rồi nha, nghĩa là từ lúc thực hiện cho đến lúc chờ tổng cộng là 1 năm rưỡi. Và khi mà nhận về cái bình luận từ ba người reviewers cho cái lần đầu tiên thì sửa rất nhiều cái bình luận, tổng cộng là đến tận 3 trang giấy bình luận lần, và xem như là phải viết lại toàn bộ, chỉ giữ lại cái kết quả thống kê thôi. Thì cái quá trình làm lại như thế này mà làm nhanh nhất có thể thì cũng mất từ 1 đến 2 tháng, vì mình đã có nền tảng trước đó rồi và lại nộp tiếp và lại chờ tiếp nữa, thì trung bình là khoảng nếu mà nhanh nhất là 2 tháng họ trả lời, và mình thấy cái thời gian trung bình là tầm khoảng 3 tháng á. Cho nên là mình mong rằng các bạn chọn đi trên hành trình này á, thì các bạn đi bằng sự kiên định. Thật ra là mọi người bảo á, là làm nghiên cứu là phải gọi là thông minh xuất chúng này nọ, nhưng mà mình thấy là chỉ cần mình kiên định và mình không bỏ cuộc thôi, sự thật là như vậy, thì mình sẽ đi được đến cái đích đó. Có thể là có thể giả sử mình không giỏi như là những bạn gọi là xuất chúng khác, thì cái hành trình của mình đi nó sẽ lâu hơn một chút xíu, nhưng mà hoặc là lâu hơn nhiều, nhưng mà miễn là kiên định không bỏ cuộc thì chắc chắn là sẽ đạt được cái kết quả bạn mong muốn. Và sự thật là Lộc cảm ơn bạn Phong rất là nhiều vì cái thông tin mà bạn đưa ra, như mình đã nói thì nó rất là dễ hiểu và nó rất là gọi là bám chặt theo cái trật tự và cái logic của một cái research proposal luôn, và mình cảm thấy đây là một cái trật tự nó rất là chuẩn. Tại vì khi mà bạn học những cái chương trình khác nhau á, nó sẽ có những cái yêu cầu cụ thể khác nhau cho một cái research proposal, nhưng mà mình cam kết với các bạn rằng á, là cái khung mà Phong đã dựa theo, cũng như là cái khung mà mấy bạn thấy là nó ở cái slide số 8 á, Phong có thể show lại cái slide số 8 giùm Lộc đi để các bạn có thể thấy. Đó thì cái slide số 8 này theo cái khung và cái trật tự này á, là được thiết kế bởi giáo sư Robert Pfaff và những bạn mà đồng hành cùng Nhịp Cầu Tri Thức á, thì Lộc đã gửi cái bộ tài, gọi là gửi cái bài viết, đây cũng chính là một cái bài nghiên cứu của giáo sư Robert Pfaff, người đã gọi là khởi xướng nên cái cuộc thi Beijing Research này, là cái cuộc thi mà bạn sẽ trình bày về ý tưởng nghiên cứu của bạn theo những cái khung màu cam theo thứ tự nha, là từ trên xuống dưới và từ trái qua phải, thì bạn sẽ đi theo đúng cái thứ tự này. Thì có thể là trong cái research proposal ở cái chương trình học của bạn, có thể là giáo viên gọi là thay đổi trật tự một chút xíu, và trong từng phần thì có thể là yêu cầu khác một chút xíu, nhưng mà mình tin chắc và cam kết với các bạn rằng á, là những cái yêu cầu kiến thức trong những cái khung màu cam này nó là giống nhau khi mà bạn thực hiện nghiên cứu nha. Cho nên là nếu như bạn học vững cái kiến thức mà từ cái tài liệu của thầy Robert Pháp gửi, cũng như là bạn nghe được những cái ví dụ khác nhau của các diễn giả mà Nhịp Cầu Tri Thức cố gắng mời từ những cái chuyên ngành khác nhau trong mỗi tuần á, thì bạn sẽ thấy, và khi mà bạn thật sự bắt tay vào làm nghiên cứu, bạn sẽ thấy được rằng bản chất của nghiên cứu hoàn toàn giống nhau ở tất cả các yêu cầu và các phần, chỉ có điều là kiến thức và thông tin mỗi chuyên ngành và mỗi đề tài nó sẽ khác nhau thôi.
Rồi bây giờ nếu như bạn khán giả nào có câu hỏi trực tiếp cho Phong á, thì các bạn có thể mở mic để mà hỏi Phong trực tiếp ha. Còn nếu như nó là những cái câu hỏi chung chung dành cho ban tổ chức, nếu như bạn hứng thú tham gia cuộc thi thì bạn có thể bỏ câu hỏi ở trong cái gọi là một cái link mà chị Đức đã gửi trong cái chat box cho mọi người rồi đó. Thì tổng hợp những cái câu hỏi đó thì có thể là trong thời gian ngắn nhất, có thể là một tuần nữa, thì Lộc sẽ tổ chức một cái buổi Q&A là hỏi và đáp, thì sẽ trả lời trực tiếp những câu hỏi đó cho các bạn ha. Rồi, Lộc cảm ơn Phong rất 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 là nhiều nha. Và bây Cảm giờ ơn chị. sẽ để cho các bạn hỏi em đi ha. Dạ vâng ạ. Rất là dễ hiểu nha, rất là cảm ơn Phong luôn á, rất dễ hiểu. Cảm ơn chị. Em cũng sợ mọi người sẽ hơi khó hiểu tại vì khác chuyên ngành. Mình đồng ý, nhưng mà bạn đã làm một điều rất tốt và mình tin đó là một điều rất khó, là làm và là biến những kiến thức rất khó hiểu mà để truyền tải nó một cách dễ hiểu nhất, thì đó là một điều rất khó chứ không hề đơn giản đâu. Dạ Rồi bây giờ vâng. các bạn có muốn hỏi gì Phong thì các bạn hỏi đi ha. Chị Đức mời bạn Trương Lê Trà My. Đây là một cái cơ hội rất là tốt cho em nè. My có thể, em đã viết vào khung chat rồi nhưng mà chị mời em mở mic. Nếu được thì mở camera nữa để trò chuyện trực tiếp, trao đổi với lại anh Lê Hoài Phong nha. My ơi. Nếu bạn nào có tiềm năng thì Phong nhận 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 làm học trò, gọi là hướng dẫn hỗ trợ các bạn. Dạ. Nhận làm mentee á các bạn ơi. Cơ hội ngàn vàng á nha. Bạn ơi. Cho mình hỏi tí xíu là độ dài của research proposal á, là nó có giống nhau không, hay là một cái chuyên ngành là nó sẽ cái độ dài nó khác nhau như thế nào Dạ, cái này chắc để chị Lộc hoặc chị Đức trả lời. chị Đức có muốn trả lời không? Em Rồi trả vậy lời thì giùm chị đi, em trả lời giùm chị đi, chị hơi bận tay chút xíu. chị Lộc sẽ trả lời theo cái sự hiểu biết và cái trải nghiệm của mình ha. Rồi bên cạnh đó thì bạn có thể tham gia những cái buổi webinar kế tiếp của nhiều diễn giả khác ở những chuyên ngành và lĩnh vực khác để mà bạn có thể đặt cùng câu hỏi với cho họ. Thì như mình đã nói với bạn á, là cái độ dài là cái số lượng từ á, bao nhiêu không quan trọng, và nó quan trọng ở cái độ sâu, cái bằng chứng và cái sự khác biệt mà bạn có thể chứng minh được trong cái nghiên cứu của bạn so với những nghiên cứu đã có trước đó. Thì mình ở đây là từ cái trải nghiệm thực tế của mình là người đã dạy và làm nghiên cứu trực tiếp, thì về cái số lượng từ mà càng ngắn càng ít nha, nó lại càng khó nha bạn. Sự thật mà nói nha, sự thật mà nói là để mà hoàn thành được cái bộ câu hỏi mà như Phong đang 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 chiếu trên màn hình cho các bạn thấy, là những cái khung màu cam mà theo thứ tự từ trên đi xuống và từ trái qua phải đó, thì để mà trả lời được cái bộ câu hỏi này á, thì Phong cũng đã mất khoảng 1 năm để mà học và làm nghiên cứu rất là sâu. Và bên cạnh đó đó thì mình tin rằng Phong cũng đã có rất nhiều năm chuẩn bị kiến thức trước đó, chứ không phải là 1 năm là có được, là cái thứ nhất. Nghĩa là kiến thức của bạn phải sâu rộng và có nhiều hơn những gì trong một cái research proposal được yêu cầu, để mà khi mà trong một cái số lượng từ nó rất là giới hạn như vậy và trong một cái thời gian rất là giới hạn như vậy đó, thì bạn phải có đủ cái kiến thức, kinh nghiệm và khả năng để mà bạn chọn lọc thông tin nào nó sắc sảo, mà những người mà họ giống như họ là expert, họ là chuyên gia trong lĩnh vực đó, họ nghe họ cảm thấy nó thích thú, nó thú vị. Cho nên đó là lý do những cái bài thuyết trình mà chuyên sâu, mà ngắn gọn, mà dành cho gọi là những người chuyên gia có kinh nghiệm rất là nhiều rồi đó, thì họ chỉ tập trung nghe những cái mới, những cái sự khác biệt thôi, chứ họ không muốn nghe những cái kiến thức căn bản, những cái định nghĩa được lặp đi lặp lại nhiều lần nữa. Cho nên là mình xin phép khẳng định về cái câu hỏi của bạn là
cái độ dài của research proposal thì mình xin trả lời rằng nó sẽ phụ thuộc vào chương trình học của bạn, vào cái yêu cầu của supervisor của bạn, cũng như là nó gọi là cái research proposal nếu như bạn dự thi ở các cuộc thi khác nhau, các bài thuyết trình khác nhau, hoặc là các đơn vị khác nhau, thì họ sẽ có cái yêu cầu khác nhau về mặt số lượng chữ. Và mình tin chắc rằng cũng không có ai sẽ trả lời chính xác được là research proposal phải là 1.500 từ, không được là 1.400 từ, hoặc là không được là 1.600 từ. Mình tin chắc là cái số lượng từ thì sẽ không gọi là không có một câu trả lời cố định cho nó đâu. Nhưng mà mình tin chắc rằng là cái yêu cầu kiến thức trong những cái khung màu cam mà các bạn thấy trên cái màn hình của bạn Phong share, thì bạn Phong lấy trực tiếp từ cái gọi là từ cái kiến thức được tổng hợp bởi thầy Robert Pháp. Thì mình nếu như bạn mình có thể gửi lại cho tất cả các bạn đã điền form đăng ký, thì mình có email của khoảng 150 bạn, thì mình sẽ gửi cái tài liệu đọc đó đến 150 bạn để các bạn có thể đọc lại. Và trong trong cái phần giải thích của thầy Robert Pháp là tác giả của cái bài hướng dẫn đó đó, thì thầy giải thích rất là chi tiết cái cách viết research proposal như thế nào, thầy giải thích rất là chi tiết. Nhưng mà mình cũng khẳng định với các bạn rằng là mặc dù thầy giải thích rất là chi tiết, mình đã đọc cái bài hướng dẫn đó rất là nhiều lần, nhưng mà mình tin chắc rằng á, là vẫn khó hiểu với những bạn chưa bắt đầu làm nghiên cứu hoặc là chưa có trải nghiệm làm nghiên cứu. Tại vì những gì thầy viết là nó đúng hoàn toàn, nó không có sai và nó cũng không có thiếu, chỉ có điều là nó là một cái khoảng cách giữa kiến thức kinh nghiệm, và nó cần thời gian và cần một sự dấn thân để mà bạn thật sự bạn làm ha. Cho nên là mình xin khẳng định lại cái câu trả lời của mình dành cho bạn là không có một cái số lượng từ cố định cho một cái research proposal. Nó sẽ tùy thuộc vào chương trình bạn học, quốc gia bạn học, giáo viên hướng dẫn của bạn, cũng như là các cuộc thi mà về cái việc trình bày research proposal nó sẽ có cái yêu cầu khác nhau về cái số lượng câu chữ. Nhưng mà điều mình có thể cam kết chắc chắn với bạn là cái yêu cầu về mặt kiến thức á, thì nó sẽ chắc chắn giống nhau và nó sẽ bám chặt được cái khung mà các bạn có thể thấy được trên cái màn hình, cái gọi là cái trật tự về thông, cái trật tự yêu cầu cũng như là logic trong những cái khung màu cam mà các bạn có thể thấy ha. Và mình cũng muốn nói rõ với bạn rằng á, là số lượng từ càng ít nha là một cái thử thách rất lớn cho bạn, để mà vì nó yêu cầu cả kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của bạn để mà chọn lọc thông tin nào thật sự sắc sảo mà những người giống như là họ là chuyên gia trong cái lĩnh vực đó, họ thật sự muốn nghe, muốn thấy từ bạn, để mà khi họ đọc vào những cái gì bạn viết đó, bạn trình bày, dù nó chỉ có 100 chữ thôi, nhưng mà có thể có được 100 chữ đó là nó mất của bạn vài năm đó, chứ không phải là 100 chữ đó là viết trong vòng 5-10 phút là có được đâu ha. Thì mình đó là cái chia sẻ từ cái kinh nghiệm dạy và hướng dẫn của mình muốn chia sẻ với bạn điều đó. Mình có thể đưa ra cho bạn một cái ví dụ đi ha, là ví dụ như là học trò của mình khi mà viết cái motivation, nó có thể là cái kiến thức rất là nhiều, bằng chứng rất là nhiều, có thể là lên đến 500-700 chữ, nhưng mà từ cái 500-700 chữ cái gì cũng đúng hết, không có một cái gì sai hết, cái gì cũng thiết yếu hết. Nhưng mà từ 500-700 chữ mà để cắt về 200 chữ, đó là một cái thử thách rất lớn, phải vài ngày suy nghĩ để mà cắt đó, chứ không có đơn giản đâu. Đó, cho nên đó là cái chia sẻ của mình dành cho bạn ha. Thì em cũng muốn tiếp theo chị Lộc đó là Phong bổ sung đi Phong, thoải mái em. Dạ, thì trước đó mình có nộp học bổng hai chương trình, đó là GSPS với lại của Đại học Hiroshima. Thì hai chương trình này nó bắt buộc cái tất cả những kiến thức này nằm gói gọn trong ba trang A4. Thì ba trang A4 khoảng bao nhiêu chữ em? Khoảng thôi. Em viết khoảng đâu đó 1.000 chữ. Đúng rồi, một chị thấy 1.000 chữ là cũng là cái chuẩn chung chung, dùng từ chung chung, chứ mình không dám nói là một cái đáp án chung cho bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu chương trình, mình không dám nói như vậy.
Thì yêu cầu của thầy Robert Pháp đặt ra là 1.000 chữ cộng trừ 20%, nghĩa là từ 800 đến 1.200 á. Thì theo những gì em biết từ những giáo sư mà đánh giá các loại học bổng ấy, thì họ chỉ có đúng 3 phút để nhìn và lướt sơ 1.000 chữ đó. Vì vậy thì càng cô đọng, càng nổi bật sẽ càng tốt hơn để dành cho cái research proposal của mình ấn tượng hơn đối với những người đánh giá. Thì trong khi mà em viết về cái research proposal để nộp các học bổng dành cho tiến sĩ á, thì giáo sư em có nói một câu là hình ảnh nó sẽ gây tốt hơn, gây ấn tượng hơn và dễ hiểu hơn cho một người khi đọc vô một bài research proposal. Thì hình ảnh nó sẽ, mọi người sẽ lướt nó rất là nhanh và dễ hiểu hơn là đọc 1.000 chữ. Thì vì vậy mà trong cái research proposal mà trong 3 trang đó của em á, em dành tới tận khoảng 1.5 trang nhìn cho hình ảnh để tóm tắt và rút gọn nhất những cái nghiên cứu cũng như là những cái mới trong một cái research proposal của mình. Nhưng mà vâng. À, vậy thì Lộc thấy được cái sự tương đồng trong cái câu trả lời của Phong á, với cái trải nghiệm thực tế của Phong khi mà Phong nộp cho 2 cái học bổng Phong vừa kể á. Thì với cái yêu cầu của cuộc thi Beijing Research thì theo đúng yêu cầu của thầy Robert Pháp, là người sáng lập cuộc thi, và cuộc thi này có nguồn gốc từ Úc, mà chị Đức là người đang công tác tại Úc, và qua một số sự kết nối trong công việc á, thì chị cũng như là nghiên cứu á, thì chị Đức có biết đến thầy, và thầy cũng có mong muốn là mang cuộc thi đến Việt Nam để mà có thể có lợi hơn cho nhiều bạn về mặt kiến thức cũng như là thử thách bản thân mình qua những cuộc thi như thế này. Thì yêu cầu của thầy đặt ra trong cuộc thi cũng là bài viết của bạn sẽ là 1.000 chữ và được cộng trừ 20%, nghĩa là từ 800 chữ đến 1.200 chữ, và quá 1.200 chữ là không có hợp lệ, dù là bài của bạn có hay đến mức nào đi chăng nữa. Thì cái số lượng chữ mà càng ít nha là một cái thử thách càng lớn đối với bạn. Vì mình cho bạn một cái ví dụ đi ha. Ví dụ như có một nhóm mình hướng dẫn để mà tìm ra được cái research gap, để mà trả lời được câu hỏi là nghiên cứu của bạn khác gì, mới gì, đóng góp gì hoặc là mở rộng gì cho so với những nghiên cứu trước đây, thì mình không biết là bên ngành khoa học tự nhiên của các bạn là cần phải đọc khoảng bao nhiêu tài liệu, nhưng mà bên ngành khoa học xã hội của tụi mình á, thì mình không biết các ngành khác như thế nào, mà trong cái đề tài mình đã dạy và hướng dẫn á, thì các bạn ấy phải đọc khoảng 350 bài nghiên cứu nha. Mình nói đây là con số nó cũng bình thường thôi, chứ nó không có gì gọi là phải bất ngờ đâu. Và mình cũng biết những bạn mà học PhD ấy, thì cái số lượng tài liệu các bạn phải đọc cho ngành khoa học xã hội là khoảng 700 bài. Đương nhiên là nó cũng không có một cái con số nào cố định bạn phải đọc bao nhiêu bài mới được, thì nó không phải là như vậy. Nhưng mà để mình cho bạn một cái ví dụ thực tế như vậy, từ cái việc mà bạn đọc đọc tổng hợp kiến thức, thông tin từ 350 bài nghiên cứu đã xuất bản, mà để bạn tóm tắt, bạn viết lại mọi thứ chỉ trong vòng 1.000 từ, thì đó là một cái thử thách rất lớn nha, một cái thử thách rất lớn. Và mình cũng đồng ý, và Lộc cũng đồng ý với cái chia sẻ từ cái trải nghiệm thực tế của Phong á, là thầy Phong chỉ có 3 phút để nghe Phong trình bày thôi, thì như nó cũng tương đồng với những gì mà Lộc đã nói ngay từ ban đầu. Có thể là thầy của Phong đã có đến tận mấy chục năm kinh nghiệm và thành tích rồi, cho nên là thầy muốn nghe những cái gì nó mới hoàn toàn, chứ không phải là Phong đi lặp lại những cái điều mà thầy Phong đã học và đã nghiên cứu 30 năm qua đó. Thì sự thật là như vậy, có nghĩa là để có 3 phút đó là nó là rất nhiều năm, và nó tính bằng năm, nó không tính bằng tháng đâu đó. Đấy, thì cái cấu trúc bài thi của thầy Robert Pháp á, là 1.000 từ bài viết và 3 phút thuyết trình, đúng đúng 3 phút thuyết trình. Và ở Úc á, mình không biết ở các quốc gia khác như thế nào, nhưng mà ở Úc á, nếu như bạn lên Google bạn search á, là nó sẽ là 3 minutes presentation, nghĩa là bài thuyết trình chỉ trong vòng đúng 3 phút thôi, là đúng 3 phút hoặc dưới 3 phút, và vượt qua 3 phút thì cũng không hợp lệ. Đó, thì mình cảm thấy là hình như có một sự tương đồng
Ở đây mình không dám nói giữa các quốc gia khác, nhưng mà thứ nhất là mình đã thấy có tương đồng giữa giữa Úc với Nhật rồi đó. Còn các quốc gia khác thì mình phải chờ các diễn giả khác họ chia sẻ tiếp ha. Đấy, thì nói chung là nhịp cầu tri thức cố gắng mời diễn giả ở rất nhiều quốc gia để các bạn có được những cái trải nghiệm thực tế. Và với một bạn mà học nghiên cứu sinh tiến sĩ như Phong, mà để có được những cái bài nghiên cứu mà chuẩn quy một rồi là tác giả chính nữa, thì sự thật không phải là khen để cho bạn vui, nhưng mà sự thật đó là một cái quá trình nỗ lực không ngừng và là chứng minh năng lực của bạn. Cho nên là những bạn trẻ mà có năng lực như thế này á, thì rất là đáng trân trọng sự thật như vậy đó đó. Và mình cũng hy vọng là các bạn mà cùng chuyên ngành với Phong á, thì có thể liên hệ với Phong nếu như cần được giúp đỡ hoặc là cần được truyền cảm hứng gì đó, thì các bạn có thể liên hệ ha. Rồi bạn nào có câu hỏi nữa thì hỏi đi nha. Còn không thì nếu như các bạn không có câu hỏi thì Phong sẽ nghỉ ngơi, tại vì nó cũng cũng trễ rồi. Em cảm ơn chị Lộc, cảm ơn bạn Phong nhiều nha. Rồi, xin cho mình hỏi thêm một câu nữa nha. Bạn thoải mái bạn hỏi đi bạn. Trong lúc mình viết research proposal á, thì mình có các mục đích khác nhau, ví dụ như là mình viết để xin học bổng hay là mình viết để xin quỹ tài trợ vân vân. Thì ví dụ như xin học bổng đi, thì mình phải viết ở mức độ như thế nào, sâu như thế nào, bởi vì các thầy để xét học bổng hoặc là các ví dụ như trong cuộc thi của mình thì có thể các thầy các trong các lĩnh vực khác nhau, nếu mà mình viết quá chung chung thì nó sẽ bị vấn đề là có thể mình không hiểu tới, mình nếu viết quá sâu thì các thầy ở ngoài lĩnh vực thì sẽ không có gọi là cảm thấy quá rối với cái research proposal của mình. Thì ví dụ như trong giai đoạn cuộc thi của mình thì mình nên viết ở mức độ sâu như thế nào để thể hiện một cái research proposal phù hợp ạ? Thì em xin trả lời. Chị sẽ bổ sung hoặc là chị có thể nêu ra cái trải nghiệm của chị sao ha. Phong trả lời trước đi nha. Thì em thì mình theo mình á, thì bạn nên viết một cách là dễ hiểu nhưng mà cô đọng nhất. Tại vì theo từng mục đích khác nhau, cũng như là từng các quỹ học bổng khác nhau, cũng như là từng cuộc thi khác nhau, thì nó có đều có những cái quy định khác nhau về cái research proposal. Thì ví dụ như vấn đề mình nộp học bổng tiến sĩ ở Nhật thì nó yêu cầu về 3 trang dành cho research proposal. Tuy nhiên thì khi mà mình nộp vô để review ấy, để review học bổng ấy, thì mình chỉ nộp trong một chuyên ngành hẹp của một chuyên ngành lớn. Tuy nhiên tất cả các giáo sư của chuyên ngành lớn đó đều review học bổng và đánh giá chéo học bổng của mình. Vì vậy thì mình cần phải viết một cách nào đó để giáo sư đúng chuyên ngành của mình hiểu được tính mới, cũng như là giáo sư khác ngành vẫn hiểu và biết cái research proposal này nó có tính mới ở chỗ nào, nó có đóng góp về dành cho học thuật cũng như là về mặt lý thuyết, lý thuyết học thuật cũng như là về mặt thực tế như thế nào. Thì nó đòi hỏi rất nhiều thứ và rất nhiều lần đọc lại và chỉnh sửa giữa mình với giáo sư để ra được một cái research proposal đúng 3 trang và nó đáp ứng được nhu cầu là giáo sư đúng chuyên ngành hiểu mà giáo sư ngoài ngành chuyên ngành cũng phải hiểu. Thì nó cần rất nhiều, mình phải cần đọc đi đọc lại, cũng như là bạn có thể gửi cho một bạn khác chuyên ngành xem qua là cái proposal đó bạn đó có hiểu được hay không, hiểu được tính mới của cái research proposal của mình hay không. Đó là một trong những cách mà làm tăng được sự đáp ứng của research proposal đối với những cuộc thi cũng như là những cái quỹ học bổng khác nhau. Thì mình là vậy. Chị Lộc có muốn thêm bổ sung bạn ha. Thì mình nghĩ rằng á là
cái không phải là cái việc viết research proposal nó là một cái ví dụ thực tế, nhưng mà trước khi bạn đến với một cái cuộc thi nào hoặc là một cái hành trình nào á, thì mình nghĩ rằng bạn sẽ là người trả lời chính xác nhất cái câu hỏi là bạn đến với cái cuộc thi đó hoặc là cái hành trình đó với cái mục đích gì, chỉ là để trải nghiệm cho biết thôi hay là để đạt được một cái mục tiêu cụ thể nào đó. Thì ví dụ trong trường hợp của bạn Phong đi ha, bạn muốn xin một cái học bổng học tiến sĩ tại Nhật thì đương nhiên là bạn, đó là một cái mục tiêu nó rõ ràng nhất và nó lớn nhất của bạn ở thời điểm đó. Bạn sẽ đặt rất là nhiều thời gian và tâm huyết vào để mà bạn có thể thuyết phục được nhất những người hướng dẫn của bạn ở Nhật, thì mình tin rằng là bạn sẽ đặt rất là nhiều cái nỗ lực cũng như cái thời gian vào để mà bạn viết cái research proposal của bạn, tuy là nó giới hạn bởi 1.000 từ hoặc là 800-900 chữ, nhưng mà chắc chắn rằng trong 800-900 chữ đó thì bạn phải làm cho cái kiến thức nó sâu nhất và nó thuyết phục nhất có thể thôi. Bạn có thể ví dụ ở thời điểm đó Phong có thể chọn trình bày mọi thứ nó ít sâu sắc hơn, nó ít sâu hơn, nó ít sắc sảo hơn. Đó là sự lựa chọn của Phong, nhưng mà nếu mà Phong chọn cái lựa chọn đó thì chưa chắc Phong có được cái học bổng đó như bây giờ. Cho nên là mình nghĩ rằng cái câu trả lời mà nó chính xác, nếu mà dùng từ chính xác thì nó cũng không đúng, mình nghĩ cái câu trả lời nó phù hợp nhất là bạn đặt mục tiêu gì, bạn muốn theo đuổi. Nếu như bạn muốn cố gắng bằng mọi cách đạt được cái học bổng hoặc là bằng mọi cách chiến thắng một cái cuộc thi nào đó, thì mình khuyến khích với bạn là nên trình bày thông tin một cách sắc sảo nhất, thuyết phục nhất và ngắn gọn nhất. Thì để mà theo được ba tiêu chí ấy, thì nó khó nhất chứ nó không đơn giản đâu. Giống như là Phong nói là Phong phải viết sửa rất là nhiều. Và mình cũng chia sẻ với các bạn một cái trải nghiệm thực tế ha, là trên một cái research proposal, mặc dù là làm rất là nhiều tháng và như mình nói với bạn là đọc trên 300 bài nghiên cứu đó, thì khi mà mọi đáp án đã được ráp vô cái khung của research proposal các bạn thấy trên màn hình rồi đó, đáp án đúng hết rồi, không có một cái chỗ nào sai hết, mà để mà cắt xuống nha, cắt xuống cho nó đúng tiêu chí 1.000 từ á, thì mất hết 24 tiếng đồng hồ làm việc cao độ liên tục để mà cắt xuống nó còn một đúng tiêu chuẩn. Nó nghĩa là cái việc mà bạn chuẩn bị kiến thức á, thì nó tính bằng tháng và bằng năm, còn cái chuyện bạn cắt á, thì nó cũng mất khoảng 1-2-3 ngày làm việc liên tục nha, để mà có thể đảm bảo được. Thì mình hy vọng là mình trả lời được câu hỏi của bạn ha, là nó dựa vào cái mục đích bạn muốn là cái gì, bạn muốn để trải nghiệm cho biết vậy thôi, hay là bạn muốn đạt được một cái mục đích cụ thể, ví dụ như là một cái học bổng hoặc một cái giải thưởng nào. Thì mình khuyến khích bạn là sâu sắc nhất, thuyết phục nhất và chi tiết nhất có thể, nhưng mà bên cạnh đó là đáp ứng cái số lượng từ của ban tổ chức quy định bạn ha. Rồi còn bạn nào có câu hỏi hay không? Mình thấy có bạn mình cảm thấy có bạn muốn Phong share slide, thì thật ra nha là cả Lộc với chị Đức là để speaker tự quyết định, chứ mình cũng không có một cái quy định nào là slide share hay là slide không share hết. Mình để từng người diễn giả tự quyết định, tại vì có diễn giả thì muốn slide của họ được chia sẻ, và bên cạnh đó cũng có những diễn giả muốn là slide của họ không chia sẻ, thì mình để Phong tự quyết định nha. Nếu mà Phong muốn quyết định là slide của Phong chia sẻ đó, thì Phong có thể gửi slide của Phong qua email cho Lộc, rồi Lộc sẽ share với 150 bạn mà đã đăng ký form ha. Hoặc là Phong có thể gửi cái file hoặc cái đường link để mà có thể access được cái slide của Phong, nhưng mà để Phong tự quyết định nha. Thì có thể em sẽ gửi file cho chị Lộc, rồi chị Lộc gửi cho mọi người. Ok, Lộc sẽ gửi sớm nhất khi Lộc nhận được của Phong, Lộc nhận được slide của Phong. Rồi có bạn nào mình có câu hỏi cho Phong nữa hay không nè? Cho em hỏi một câu nữa, là khi mà bạn không làm cái research proposal để mà xin học bổng PhD á, thì
thì bạn có liên hệ với các giáo sư nước ngoài hỗ trợ cho bạn hay như thế nào không, hay là tự bạn làm hết từ 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 đầu tới cuối luôn? Như kiểu là mình có thư giới thiệu của professor nào không á, hoặc là người hướng dẫn hay gì đó? Thì nếu mọi người xem những thông tin từ đầu của em thì em học thạc sĩ và tiến sĩ tại cùng một trường và cùng một lab. Thì lúc mà em xin học bổng tiến sĩ thì em đã trao đổi với lại giáo sư đang hướng dẫn đề tài thạc sĩ của em. Thì lúc đó thầy đồng ý tiếp tục hướng dẫn tiếp tiến sĩ và cũng như là hỗ trợ em về vấn đề viết cái research proposal để đáp ứng được những yêu cầu cơ bản nhất cũng như là viết được một cái research proposal tốt nhất dành cho những cái học bổng đó. Thì em rất là may, thì tại vì vấn đề là em tiếp tục học tiến sĩ chung một trường, chung một lab và được sự hỗ trợ từ thầy giáo sư rất là nhiều để viết được một cái proposal hoàn chỉnh cũng như là có thể khả năng được nhận được học bổng tiếp tục tiến sĩ tại chính ngôi trường em học thạc sĩ trước đó. Nếu mà những bạn mà học thạc sĩ ở một nước và học tiến sĩ ở một nước khác thì em nghĩ cái đó thì chắc chị Lộc hoặc chị Đức trả lời sẽ tốt hơn em, có nhiều kinh nghiệm hơn là em. Cảm ơn Phong. Nói chung là thấy cái hành trình học hành của Phong cũng rất là may mắn đó nha. Tại vì cùng một nơi thì nó cũng không có nhiều sự khác biệt ha. Thì để trả lời câu hỏi của bạn á, là trong cái quá trình mà bạn chuẩn bị research proposal thì có ai giúp đỡ bạn hay không? Có ai giúp bạn gọi là chỉnh sửa, góp ý, lời đưa ra lời khuyên hay không? Thì hiện tại đó, mình có thể nghĩ ra được một số cái giải pháp cho bạn. Thứ nhất á, là mình không biết là bạn học ở cấp độ nào ha, mình giả sử là bạn sắp đi học tiến sĩ đi ha, thì bạn có thể liên hệ với những thầy cô mà đã dạy bạn ở chương trình master mà bạn cảm thấy là cái lĩnh vực nghiên cứu, gọi là cái chuyên ngành hẹp rất là sâu á, nó giống với bạn, hoặc là những thầy cô đó có những bài nghiên cứu trong cùng cái lĩnh vực bạn quan tâm, thì bạn có thể liên hệ với họ để nhờ họ giúp đỡ. Nhưng mà mình cũng nói rõ một điều nha, là khi mà bạn liên hệ thì nó cũng 50-50% thôi nha. Có thể họ sẽ giúp bạn và có thể họ cũng không giúp bạn nha. Nhưng mà mình lại quay về bản chất của vấn đề rằng á, là khi mà bạn thật sự muốn theo đuổi một cái mục đích nào đó, một cái mục tiêu nào đó bạn đạt được á, thì mình hy vọng rằng bạn hãy thật sự kiên trì. Nếu như người A không giúp bạn thì bạn cố gắng tìm người B, người C, người D, có thể là bạn kiên trì đến và bản thân bạn cũng không ngừng cố gắng, thì mình tin chắc rằng bạn sẽ tìm được tối thiểu một người để giúp đỡ bạn ha. Là bạn có nghĩa là cái câu trả lời đầu tiên của mình là bạn có thể liên hệ với những giáo sư hoặc là những giảng viên đã từng dạy bạn rồi và có cùng cái chuyên ngành hướng dẫn, gọi là cùng cái chuyên ngành nghiên cứu với bạn. Và cái câu trả lời cũng là 50%, có thể họ giúp, có thể họ cũng không giúp, nhưng mà bạn cứ kiên trì là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hiện tại bây giờ đó, là mình thấy là các cái gọi là so với 10 năm trước, cái thời mà chị Đức học tiến sĩ hoặc cái thời trước đó nữa đó, thì nghĩa là các cái thông tin trên các trang mạng xã hội, các nhóm mà phi lợi nhuận như Nhịp Cầu Tri Thức và rất nhiều nhóm chuyên ngành hẹp á, nghĩa là họ chưa có những cái tổ chức mà phi lợi nhuận mà online mà tự lập nên để mà giúp đỡ các bạn trên cái hành trình nghiên cứu, thì các bạn bây giờ đã rất may mắn so với các anh chị của 10 năm trước rồi. Nghĩa là bây giờ bạn có thể tham gia vào các nhóm mà nghiên cứu online trên những cái trang mạng xã hội đó, thì bạn có thể gửi câu hỏi và hy vọng rằng có ai đó sẽ có thể trả lời bạn, nhưng mà nó cũng còn tùy vào cái cách bạn đặt câu hỏi và bạn nhờ giúp đỡ nó có cụ thể, nó có thuyết phục và nó có thể hiện được cái kiến thức của bạn hay không. Ví dụ nha, khi mình đọc vô một số bài post á, mình cảm thấy là câu hỏi rất là thuyết phục, rất là chi tiết và bản thân mình muốn giúp bạn nó ngay luôn. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng đặt rất nhiều câu hỏi, đọc vào mình cũng không biết là bạn này cần giúp cái gì và mình cũng rất là hoang mang là không biết bạn này có biết gì hay không, nếu ví dụ như vậy. Cho nên là
Cho nên là mình nói thật sự là để đạt được mọi thứ thì hãy quay về, gọi là thay đổi chính mình và đầu tư cho chính mình ha, thì bạn sẽ nhận được cái điều bạn mong muốn. Và mình, cái câu trả lời thứ ba của mình dành cho bạn á, là ví dụ nha, ví dụ như là cuộc thi Beijing Research nè, nó là một cái cơ hội, mình phải nói với bạn là một cái cơ hội rất là quý báu. Nó đúng với cái thông điệp, cái tiêu chí của cuộc thi đặt ra, chính là kết nối giữa diễn giả và những bạn thí sinh dự thi đó, để mà khi mà mình chỉ giả sử đi ha, khi mà bạn nộp cái bài thi mà presentation 3 phút mà bạn tự quay video đó, thì khi mọi người xem nhanh cái video 3 phút đó đó thì mọi người sẽ biết được cái lĩnh vực nghiên cứu của bạn như thế nào. Mà chắc chắn mình tin chắc rằng vì những cái video sẽ được share một cách gọi là công khai trên YouTube và trên Facebook của trên kênh YouTube của Nhịp Cầu Tri Thức và cũng là trên trang Facebook của Nhịp Cầu Tri Thức, và bên cạnh đó là cũng khuyến khích các bạn share những cái video của các bạn dự thi một cách rộng rãi, không phải là để quảng bá, để làm cái mục đích thương mại nó, không phải là như vậy, nhưng mà để kiến thức được lan truyền và cũng với một cái hy vọng rằng á, là bạn có thể tìm được một ai đó mà có cùng cái lĩnh vực nghiên cứu hoặc là cùng cái sở thích về một cái lĩnh vực nào đó với bạn, để mà họ có thể giúp đỡ bạn. Nếu như cái bài thuyết trình của bạn thật sự thuyết phục, thật sự thu hút và thể hiện được cái độ sâu kiến thức của bạn ở trong đó, thì nó có rất nhiều cơ hội. Và trong cái quá trình mà Lộc nói chuyện với diễn giả, để mà Lộc mời diễn giả về chương trình để mà chia sẻ kiến thức với các bạn ấy, thì tất cả các anh chị đều thể hiện được một cái tấm lòng rằng nếu như mà một cái đề tài nào đó trong cùng cái lĩnh vực nghiên cứu mà có chất lượng kiến thức, có chiều sâu về thông tin á, và có tiềm năng á, thì là các anh chị diễn giả luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ. Tại vì mình nghĩ rằng á, là những người mà họ đã đi trước, họ đã rất là tài giỏi, có thành tích rồi đó, thì họ luôn luôn có một cái tấm lòng muốn giúp đỡ những người kế tiếp. Nhưng mà miễn là, mình nghĩ quan trọng nhất, miễn là bản thân bạn phải chứng minh được là bạn đã đầu tư cho kiến thức và bạn thật sự nghiêm túc với hành trình này, thì mình tin chắc rằng bạn cứ kiên trì thì sẽ tìm được một người giúp đỡ. Và mình cũng rất là hy vọng là các bạn tham dự webinar tại đây hoặc là sẽ dự thi trong tương lai á, thì bạn nên cố gắng đầu tư cho một cái research proposal nó rất là thuyết phục, vì nó sẽ có rất nhiều cái tiềm năng để mà bạn được giúp đỡ hoặc là bạn được hợp tác sau này nha. Và mình giả sử đi ha, mình giả sử là một cái đề tài nghiên cứu nào đó trong lĩnh vực hóa, có thể là nó liên quan gần đến cái kiến thức của Phong, thì chắc chắn là Phong cũng sẽ vui vẻ để mà đọc qua cái research proposal của bạn để mà góp ý cho bạn, thì mình luôn luôn tin chắc điều đó ha. Dạ rồi, dạ em cảm ơn chị Lộc, cảm ơn bạn Phong. Yeah. Vậy thì mình tóm lại cái câu trả lời của bà, câu hỏi của bạn dành cho mình là có 3 đáp án nha. Đáp án thứ nhất là bạn liên hệ tất cả những giáo viên đã từng dạy bạn hoặc là bạn đã từng biết họ, đó là đáp án số 1. Đáp án số 2 là bạn liên hệ, bạn gia nhập vào các nhóm mà gọi là các nhóm phi lợi nhuận giống như Nhịp Cầu Tri Thức nè, mà có thể là có những chuyên ngành hẹp, ví dụ như bên hóa chẳng hạn đó, hoặc là bên chuyên ngành quản lý, ví dụ như vậy. Và cái gọi là một cái cách thiết thực nhất mà là một cái khoảng cách ngắn nhất luôn á, là cái cách mà bạn tham gia những cái cuộc thi như thế này nè đó, thì sẽ có được rất nhiều cơ hội và rất nhiều sự hợp tác ha. Và mình cũng đưa ra cho bạn một cái ví dụ đi nha, một cái ví dụ là từ cái cuộc thi Beijing Research vừa rồi á, thì có một bạn thí sinh cũng đã biết đến mình và bạn ấy cũng cùng lĩnh vực với mình, thì nó không phải là bài dự thi của bạn mà là một cái đề tài bạn đã nộp cho một cái tạp chí Q2 chuẩn Scopus ha. Thì khi mà bạn nhận về rất là gọi là 3 trang rất là dài về những cái bình luận của reviewers phải sửa đó, thì bạn không có đủ cả về kiến thức và kinh nghiệm để mà bạn có thể sửa được, cho nên là bạn đã liên hệ với mình để mà giúp đỡ. Và mình suốt một cái hành trình mình quan sát bạn á, thì mình cũng thấy bạn rất là uy tín, rất là chân thật và rất là nghị lực, cho nên là mình cũng đã đồng ý giúp bạn. Cho nên là quan trọng nhất là cái cách bạn thể hiện như thế nào khi mà bạn được cho một cái cơ hội, và mình nhận lời giúp bạn vì hai cái lý do duy nhất thôi, không phải là mình
mình ham thành tích gì hết, vì đó là một cái sản phẩm mình phải làm lại toàn bộ, nên mình chỉ giữ lại được cái kết quả thống kê thôi, còn toàn bộ bài là mình phải viết lại hết trong một cái áp lực thời gian rất là gần đó. Thì mình nhận lời bạn ấy vì hai lý do. Thứ nhất là qua chương trình Nhịp Cầu Tri Thức và qua cái cuộc thi Beijing Research thì bạn đã biết đến mình và bạn cũng đã thấy được những cái gọi là đóng góp của mình cho chương trình đó, thì bạn tin tưởng mình và mình cũng muốn đáp lại niềm tin của bạn bằng cách là mình giúp đỡ bạn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó là một cái động lực nó lớn hơn cho mình để mà mình có thể gọi là giống như, nếu mà nói cho đúng á, thì giống như là 7 ngày không ngủ để mà sửa cái bài đó cho bạn, giống như là chỉ chợp mắt cái lúc mà mình quá mệt mình không làm được thì mình chợp mắt chút xíu thôi, và sự thật là phải đem mền ra salon, không dám ngủ trên giường vì sợ ngủ quên, sự thật là như vậy. Và mình làm điều đó vì lý do gì? Mình muốn chứng minh rằng cái giá trị, cái đóng góp và cái ảnh hưởng của Nhịp Cầu Tri Thức cũng như là của cuộc thi Beijing Research là có thật, nó là một cái kết nối có thật cho những bạn thí sinh, cho diễn giả và cho cả ban tổ chức. Mình muốn chứng minh cái kết nối đó là có thật và cái sự giúp đỡ đó là có thật, và cái kết quả cuối cùng là những publications cũng là có thật đó. Thì bây giờ bạn Uyên đặt câu hỏi đi ha, mình thấy bạn Uyên giơ tay đó. Xin chào các anh chị trong Nhịp Cầu Tri Thức. Thì mình xin tự giới thiệu, mình là Uyên, mình đang làm guest researcher ở trường đại học công lập Osaka. Thì mình cũng hoàn thành xong cái chương trình PhD rồi. Chuyên ngành của mình là hóa sinh hoặc là ứng dụng hóa để chuyên ngành của mình là chế tạo biodiesel và nano và các xử lý nước hoặc là làm nano. Thì ở đây thì hôm nay là lần đầu tiên mình biết đến chương trình Nhịp Cầu Tri Thức cũng như là có biết đến chương trình các bạn đang thi. Thì nếu như có bạn nào mà làm về biotechnology hoặc là biochemical thì có thể liên hệ mình có thể giúp đỡ một tí gì đó cho các bạn. Nếu mà các bạn nào muốn cần giúp đỡ thì trong chuyên ngành sinh học hoặc là sinh hóa thì có thể liên hệ mình. Cảm ơn. Wow, Uyên ơi, khi mà nghe Uyên đề xuất như vậy á, từ cái góc độ của một người làm ban tổ chức á, thì Lộc tin rằng cả Lộc và chị Đức á, đều rất là xúc động. Vì sự thật mà nói với các bạn á, là trên cái hành trình này chỉ có một mình Lộc và chị Đức thôi. Những cái gì mà các bạn thấy được và trải nghiệm được thì chỉ có một mình Lộc với chị Đức làm thôi. Lộc thật lòng mà Lộc nói với các bạn như vậy á. Và mình nói thật với bạn là trên cái hành trình mình đi tìm diễn giả á, mình nói thật với bạn là chông gai lắm. Nó đúng nghĩa theo cái tiêu chí là mò kim đáy biển, mình nói thật với bạn như vậy. Vì đây là một cái công việc hoàn toàn phi lợi nhuận. Ví dụ như chị Đức làm cùng với Lộc suốt 2 năm, không có một cái đồng lương nào hết và thậm chí là bỏ ra rất nhiều thời gian công sức. Ví dụ như thay vì thời gian Lộc với chị Đức làm cho chương trình thì mình có thể dạy thêm 1-2 lớp nào đó, làm thêm 1-2 đề tài nào đó thì mình cũng cải thiện được thu nhập của mình. Nhưng mà vì mình không phải là nói chuyện nghe cho nó gọi là nó xúc động, nó thuyết phục, nhưng mà mình nghĩ rằng á, khi mà bạn có một cái tấm lòng, bạn muốn chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng á, thì bạn sẽ gọi là hy sinh cái lợi ích cá nhân của mình một chút đó. Ví dụ như Phong có thể chọn ngủ thêm một chút xíu, đi chơi thêm một chút xíu, mà Phong phải ngồi soạn slide cho các bạn theo đúng tiêu chí của ban tổ chức đưa ra nha. Sự thật là Lộc rất là cảm ơn Phong là soạn slide đúng tiêu chí ban tổ chức đưa ra luôn á. Và mình tin chắc rằng là Phong cũng phải tốn vài ngày để mà soạn, mặc dù đáp án đã có sẵn trong đầu hết rồi. Và bây giờ đó, Uyên có thể email cho Lộc ha. Lộc sẽ viết email của Lộc ở trong khung chat nha. Là Uyên có thể email để mà... Uyên có thể nói về những cái đóng góp của Uyên muốn dành cho chương trình là gì ha. Và nói thật đó là thì là hôm nay thì cũng là lần đầu tiên gặp mọi người, nên là bản thân mình cũng không có biết là trong chương trình này thì cần mình có thể giúp đỡ được gì, nhưng mà mình sẽ liên hệ với bên ban tổ chức. Xong đó mình cũng có một cái số, có cái network của mình, là cái mình hiện tại thì mình đang làm trong trường đại học, không phải là giảng viên hay gì đâu, mình là guest researcher. Thì mình cũng có một cái số cái network hoặc là những cái bạn đã tốt nghiệp tiến sĩ ở Nhật, đang hiện đang làm việc tại Nhật,
thì mình có thể giới thiệu hoặc là để mời các bạn vào trong cống hiến thử coi có được hay không. Còn bản thân mình thì mình sẽ giúp đỡ được trong khả năng, giúp đỡ được phần nào trong khả năng của mình thì mình sẽ cố gắng. Cảm ơn Vâng. Uyên nha. Lộc đã viết cái email của Lộc trong cái khung chat rồi ha, thì Uyên email Vâng. với Lộc và Lộc sẽ Okay. là người được. Nha. Ok, dạ. Yeah. Rồi, cái gì thì mình sẽ email cho chị Lộc gửi cái resource guide và cái CV của mình. Có gì thì có liên hệ. Mình cũng rất là nhiệt tình trong các hoạt động như thế này ạ. Cảm ơn. Cảm ơn Uyên. Thì giống như tiêu chí Lộc đưa ra ban đầu, sự thật là không biết ai và cũng không biết đi tìm ai, và bản thân Lộc với chị Đức cũng không muốn giới hạn bản thân mình trong trong những anh chị quen cứ suốt ngày kêu họ nhờ họ suốt, thì mình bản thân mình cũng không làm được một cái gì mới hoặc là không mở mang ra được cái gì hết. Cho nên là mình cứ gọi là đúng nghĩa là cứ đi tìm kim đáy biển, cứ bằng mọi cách cứ kiên trì, cứ bền bỉ. Chỉ cần mỗi một ngày có một sau một ngày hoặc là sau vài ngày có một người đồng ý đồng hành cùng với mình đó, thì mình cảm thấy điều đó đã rất là mãn nguyện trên cái hành trình rồi đó. Cho nên là ví dụ như là mình tìm được Phong, mình tìm được Uyên chẳng hạn, thì mình cảm thấy là hành trình này với mình cái ý nghĩa nhất là được tìm những người đồng hành cùng. Nãy giờ cô Lộc nói nhiều quá mà cô Lộc giấu mặt kìa, thành ra là phải cái section của Phong là lúc 5 giờ sáng nha Phong, 5 giờ sáng là chị đã phải thức dậy trước 5 giờ đó, vì cái lời hứa của chị dành cho em là chị phải đồng hành với em và chị phải hỗ trợ em, cho nên là chị giữ lời hứa. Bây giờ em làm 1 giờ sáng ở Mỹ hay là 2 giờ sáng ở Mỹ thì chị vẫn luôn luôn đồng hành khi chị đã hứa đó. Dạ, cảm ơn chị. Nói chung là ưu tiên cho dữ vậy. Đây là một diễn giả rất là trung thành nha. Nãy giờ ngồi nghe anh Phong là viết liên tục á nha. Chị không biết gì mà nó viết quá trời luôn. Cảm ơn Phong, cảm ơn Nguyên rất là nhiều. Nhờ các bạn mà những cái chủ đề của nhịp cầu tri thức nó trở nên phong phú. Tại vì thực chất thì cái ngành của chị là cái ngành business, ngành kế toán, thành ra là chị cũng không có nhiều những diễn giả, những cái mối quan hệ để chị có thể mời. Thì cũng may quá là nhờ Lộc chịu khó là đi đải cát tìm vàng, mò kim đáy biển để mò ra các bạn. Thì thay mặt ban tổ chức nhịp cầu tri thức, chị Tức rất là cảm ơn tất cả các bạn và hy vọng là sẽ được tiếp tục đồng hành với Phong, với Uyên, cũng như là sẽ được Phong với Uyên giới thiệu về nhịp cầu tri thức trong network của mình, để giúp đồng hành với các bạn ở Việt Nam cho cuộc thi Hùng Biện Nghiên cứu Khoa học Việt Nam ở thời gian sắp tới. Nếu như mà có đề tài nào mà về cùng chuyên ngành như vậy thì chắc là hy vọng là sẽ nhờ Phong đóng vai trò là mentor Phong nha. Phong, Nhật Uyên, nếu như mà làm hỗ trợ để gọi là chấm bài, làm ban giám khảo và đồng thời là mentor các bạn ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chắc là còn bạn nào có câu hỏi cuối cùng không? Uyên ơi, Uyên có thể... Có bạn nào có câu hỏi cuối cùng? Vâng ạ. Anh Đồng có thể chủ động liên hệ với Uyên nha. Vâng ạ. Bạn nào phải vậy? Không là Uyên đi rồi thì sự thật không biết tìm Uyên ở đâu, sự thật luôn. Không em mình sẽ gửi mail cho chị Lộc ạ. Chị yên tâm ạ. Dạ em mình sẽ gửi mail cho chị Lộc. Chào bạn. Sự thật nha, mình nói với bạn là trên cái hành trình mình đi tìm diễn giả, bạn nó chông gai, nó vất vả lắm bạn. Nhiều khi cả ngày không làm gì chỉ để đi tìm người thôi đó bạn. Tìm người và nói chuyện với người và thuyết phục người thôi đó. Cả ngày không làm gì đó, nếu mà cả ngày mình làm được thì nhiều khi mình cũng đã viết được rất nhiều rồi hoặc là sửa được rất nhiều bài rồi. Đó thì mình nói với bạn là người giỏi thì rất rất nhiều nha bạn, giỏi thì rất rất nhiều, nhưng mà những người giỏi mà có tâm cho những cái hoạt động cộng đồng, muốn chia sẻ, muốn cống hiến thì sự thật không nhiều nha bạn. Cho nên được thêm một, chỉ cần thêm một người đồng hành thôi thì cả Lộc với chị Đức đều rất là quý và rất rất là trân trọng các bạn. Và mình trước khi kết thúc thì mình cũng chia sẻ với bạn là ngoài những cái hoạt động mà về nghiên cứu học thuật thì bản thân chị Đức, cái này là một mình chị Đức nha, Lộc không có làm gì hết nha, một mình chị Đức là đã tổ chức rất là nhiều cái buổi học ngôn ngữ miễn phí nha.
là ở đây là mình không thể nào liệt kê được các ngôn ngữ mà chị Đức tổ chức các lớp dạy, nghĩa là đơn giản là các ngôn ngữ mà loài người nói thì chị Đức đều có tổ chức các lớp dạy từ tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Ý, tất cả các tiếng. Và bên cạnh đó IELTS cũng dạy miễn phí luôn. Rồi bên cạnh đó chị Đức còn dạy các chị Đức còn kết nối tìm người, và chị Đức host tất cả các chương trình cho các bạn gọi là thiếu nhi, thiếu niên, từ các hoạt động về STEM cho tới các hoạt động âm nhạc, piano, rồi hội họa. Nói chung là những cái gì mà con người có thể học và chị Đức có thể nghĩ đến thì chị Đức đều mở lớp cho các bạn học một cách miễn phí hết. Thì mình nói thật đó là một cái thời gian, một sự đóng góp, một sự hy sinh rất lớn của chị Đức dành cho các hoạt động cộng đồng. Và những cái gì mình nói nó đều có bằng chứng hết nha, nó đều có bằng chứng trên YouTube của Nhịp Cầu Tri Thức hết đó. Cho nên là mình sẽ gửi cái link YouTube của Nhịp Cầu Tri Thức để trước khi kết thúc, để các bạn quan tâm á thì các bạn có thể vô đó xem ha, là tất cả những cái video chị Đức đều có post lên hết. Và cái video này của Phong thì cũng sẽ được record lại ha, thì Phong có thể chia sẻ với các bạn trong cùng chuyên ngành của em, hoặc là trong những cái nhóm phi lợi nhuận mà cũng chuyên ngành hóa đó, để mà các bạn có thể xem về sau ha. Lộc đã nhận được email của Uyên rồi nha, cảm ơn Uyên rất là tốc độ. Rồi. Thôi nếu mà không có chắc mình nghỉ ha, để cho Phong đến giờ cơ của Phong rồi đúng không? Phong 8 giờ, chị 9 giờ. Rồi, chào các bạn và hy vọng gặp lại các bạn vào tuần sau đúng không Lộc? Nói chung là mình sẽ cố gắng một tuần hai diễn giả đó các bạn, hoặc là giữa tuần hoặc là cuối tuần, nhưng mà sẽ cố gắng đều đặn. Một tuần sẽ hai diễn giả và đủ các chuyên ngành, đủ các lĩnh vực nha. Tất cả những gì mình có thể làm được và cố gắng được thì mình đều cố gắng nhiều nhất có thể để mà cung cấp cho các bạn kiến thức đa dạng nhất, phong phú nhất trong tất cả các chuyên ngành. Và hy vọng là nếu có thời gian thì Phong với Uyên có thể tham gia những cái buổi khác để mà nghe bổ sung kiến thức. Ví dụ như hôm nay mình không phải chuyên ngành hóa, mình không biết gì về gọi là ô tô hết, mình chỉ biết lái thôi, còn lại không biết gì về ô tô. Nhưng mà mình nghe cái bài chia sẻ của Phong, mình cảm thấy nó là những kiến thức rất là thiết thực luôn nha. Đó thì mình mong rằng các bạn nghe diễn giả nghe với cái tấm lòng cởi mở như vậy, không phải chuyên ngành của mình vẫn nghe vì chắc chắn mình cũng học được một cái điều gì đó. Đấy, hoặc là mình nói chuyện với một anh diễn giả ở ngành khoa học trái đất, môi trường tự nhiên, không phải chuyên ngành của mình, nhưng mà mình cũng tìm được điểm chung giữa cái kiến thức cũng như là mình học được rất là nhiều thứ từ anh chia sẻ. Mình cảm thấy nó là rất là thú vị, chứ không phải là giới hạn học những gì trong ngành của mình thôi. Rồi vậy nha, cảm ơn các bạn rất nhiều, và quan trọng là cảm ơn Phong rất rất nhiều nha. Không một lời cảm ơn nào mình nghĩ là đủ đâu, nhưng mà mình nghĩ rằng Phong cũng rất là vui vẻ mãn nguyện khi làm điều này ha. Cảm ơn chị Lộc với chị Đức ạ. Rồi, chào các bạn. Hy vọng gặp lại ha. Rồi những bạn nào chưa biết nhóm Zalo của Nhịp Cầu Tri Thức cũng như nhóm Zalo VNPIC này thì inbox Đức ha. Zalo với lại Facebook của Đức thì chắc mọi người biết rồi. Gần nếu không biết thì email hỏi Lộc nha. Rồi, chào mọi người, cảm ơn Phong. Cảm ơn mọi người. Rồi. Chào nha. Bye bye. Rồi.